Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với video ngày hôm nay. Thì có lẽ là các bạn đã rất là quen thuộc với những cái công cụ chỉ báo cho chúng ta thấy những kết quả liên quan đến khối lượng giao dịch. Bởi vì cái khối lượng giao dịch là cái yếu tố thể hiện rõ nhất chất lượng cũng như là cái xu hướng của cái dòng tiền. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái công cụ có lẽ là khá là lạ lẫm với mọi người, có tên gọi là Chaikin Money Flow hay viết tắt là CMF. Thì công cụ này là một cái công cụ mà khá là ít được các trader sử dụng. Tuy nhiên theo mình thấy, nếu như các bạn sử dụng đúng cách cái công cụ này thì các bạn cũng có thể dự báo được cái xu hướng của dòng tiền, và qua đó thì các bạn sẽ đánh giá được cái chất lượng của cái xu hướng là sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và mình sẽ lấy cho các bạn những cái ví dụ rất là cụ thể để làm thế nào các bạn có thể ứng dụng được cái công cụ này vào trong cái giao dịch của các bạn. Với những các bạn nào mà mới theo dõi kênh YouTube của mình thì các bạn có thể tham khảo một cái nhóm Telegram. Thì kênh của chúng ta có một cái nhóm Telegram chuyên sâu về phân tích kỹ thuật cũng như là về tín hiệu. Thì những các bạn nào, những các bạn mới mà cần sự support của mình hoặc của các admin thì các bạn có thể tham khảo cái nhóm này. Và nếu như các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn hãy tham gia. Đây là cái nhóm hoàn toàn free mình mở ra với mong muốn là giúp mọi người có một cái cộng đồng trao đổi liên quan đến vấn đề trading. Thì các bạn có thể tham khảo cái hướng dẫn đăng ký ở cái phần mô tả của video. Và nếu như các bạn cảm thấy phù hợp thì mình rất là welcome các bạn tham gia cái nhóm này để có thể trò chuyện cùng với mình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cả cái chủ đề chính của video ngày hôm nay. Giới thiệu qua về nguồn gốc của chỉ báo này thì Chaikin Money Flow hay viết tắt là CMF là một cái chỉ báo được phát triển bởi Mark Chaikin, là một stockbroker vào năm 1966. Ý tưởng của Chaikin Money Flow là kết hợp giá và khối lượng giao dịch để thể hiện dòng tiền vào hay là ra khỏi thị trường trong một giai đoạn nhất định, và thường sẽ là 21 ngày. Nguyên lý hoạt động của cái công cụ này là dựa trên lý thuyết rằng là sức mạnh chung của thị trường sẽ đi kèm với giá đóng tại nửa trên vùng range cao và thấp hàng ngày khi mà khối lượng giao dịch tăng lên. Tương tự thì sự suy yếu của thị trường thường là đi đôi với cái mức giá đóng tại nửa dưới vùng range khi khối lượng giảm. Để đơn giản hơn thì các bạn sẽ chỉ cần hiểu là khi mà giá liên tục đóng cửa trên nửa trên range hàng ngày cùng với mức khối lượng giao dịch tăng lên thì chỉ báo CMF sẽ có giá trị dương, cho thấy là thị trường đang rất là mạnh mẽ. Và ngược lại, CMF có giá trị âm khi mà giá liên tục đóng cửa tại nửa dưới vùng range hàng ngày khi mà khối lượng tăng lên, thể hiện là thị trường đang bị là suy yếu. Vậy thì chúng ta sẽ giao dịch như thế nào với những cái đặc điểm đó của CMF? Thì mình sẽ cung cấp cho các bạn một số những cái ứng dụng của công cụ này trong cái việc hỗ trợ các nhà đầu tư tìm kiếm những cái cơ hội tốt ở trên thị trường. Cách đầu tiên và cũng là cách đơn giản nhất đó là chúng ta sẽ đặt cái lệnh mua khi mà CMF trên mức 0 và bán khi mà CMF dưới mức 0. Khi mà CMF trên mức 0 thì chúng ta có cái tín hiệu bull tăng trưởng trên thị trường, chỉ báo cho thấy dấu hiệu áp lực mua, và đây là giai đoạn mà thị trường đang có cái sự tích lũy. Đối với trường hợp mà CMF dưới âm ấy, thì chúng ta sẽ có tín hiệu là tín hiệu giảm. Lúc này thì chỉ báo cho thấy là dấu hiệu áp lực bán hay là thị trường đang ở giai đoạn phân phối. Cách sử dụng thứ hai, CMF có khả năng nhận biết chất lượng của những cú breakout xảy ra trên thị trường. Bản chất của breakout chính là khối lượng. Nếu mà chúng ta có một khối lượng đủ mạnh thì cú breakout đó thì sẽ thành công. Ngược lại, nếu như khối lượng giao dịch quá yếu thì breakout đó sẽ là breakout giả, vì chỉ có trader nhỏ lẻ khớp lệnh đẩy lên mà thôi. Việc giá vượt qua một cái mức cản ý nghĩa nào đó, ví dụ như là những cái đường kháng cự hỗ trợ kết hợp với tín hiệu từ CMF, thì sẽ giúp cho các nhà đầu tư tăng cái chất lượng cũng như là cái độ đảm bảo cho cái cú breakout đó. Như ví dụ ở đây thì chúng ta có thể thấy là đồ thị đang phá vỡ đường hỗ trợ để mà đi xuống, kết hợp với chỉ báo CMF cho các trader giá trị giảm từ dương xuống âm để mà xác nhận được sức mạnh của cái sự phá vỡ này, thì các bạn có thể xem xét cho một cái lệnh sell ở thời điểm mà sự breakout định hình khá chắc chắn như thế này. Các có thể thấy là trong ví dụ này thì giá đang có cái sự phá vỡ xu hướng sideways của thị trường và muốn vượt lên khỏi đường kháng cự. Cùng với cái sự xác nhận từ công cụ CMF khi mà biểu đồ cho thấy sự vượt lên mức 0, dấu hiệu này cho chúng ta biết là dòng tiền lớn trên thị trường đang muốn là mua vào, và công cụ CMF nhận ra được cái sự tích lũy này bằng giá trị từ âm đến dương. Tuy nhiên với cách áp dụng này thì chúng ta sẽ cần phải có một số những cái lưu ý là không phải lúc nào CMF thì cũng đưa ra cho chúng ta một cái kết quả chính xác, đặc biệt là trên những cái khung thời gian nhỏ. Bởi nếu như giao dịch trong những khung thời gian thấp thì chúng ta sẽ gặp phải những cái tín hiệu rất là nhiễu xuất hiện ở các chỉ báo. Do đó thì để sử dụng CMF hiệu quả thì nhất thiết là các bạn sẽ cần phải kết hợp với những cái công cụ khác nữa. Ứng dụng thứ ba của cái chỉ báo này là các bạn có thể nhận ra dấu hiệu đảo chiều từ cái sự phân kỳ.
Sự phân kỳ của công cụ CMF có cái phần vượt trội hơn các momentum indicator khác, hay gọi là các chỉ báo về động lượng khác, vì nó thể hiện phân kỳ về khối lượng. Hiện tượng phân kỳ về khối lượng là khi mà chúng ta thấy trên chart giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng mà khối lượng giao dịch lại có cái dấu hiệu là sụt giảm, thì đây chính là một tín hiệu cho biết là xu hướng tăng của thị trường sắp kết thúc. Và có thể nói là CMF cho cái tín hiệu phân kỳ chân thực hơn, chính xác hơn và sớm hơn những cái chỉ báo khác, ví dụ như RSI hay là Stochastics. Nếu như các bạn nhìn vào ví dụ thì chúng ta đang có ở đây, thì các bạn sẽ thấy điều đó một cách tương đối là dễ dàng. Chúng ta có thể thấy được là CMF nhận ra xu hướng đảo chiều của thị trường từ rất là sớm. Chúng ta nhìn thấy ở đây là RSI vẫn thể hiện là xu hướng giá sẽ tiếp tục tăng với đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, trùng với xu hướng mà đường giá thể hiện. Tuy nhiên là CMF có cái độ nhạy cảm hơn do là sử dụng cả khối lượng, đã dự đoán được là xu hướng tăng này là giả và thị trường sắp tiến vào một cái xu hướng giảm. Rõ ràng là nếu chúng ta sử dụng CMF trong trường hợp này thì các trader có thể bán ra ở đỉnh sóng và có cho mình một khoản lợi nhuận rất là tốt, thay vì phải stop loss nếu như giao dịch theo RSI mà không sử dụng bất cứ một cái tín hiệu xác nhận nào khác. Cuối cùng cũng là cái phần quan trọng nhất, thì chúng ta sẽ đến với một cái chiến thuật sử dụng công cụ Tracky Money Flow, và chiến thuật này thì cũng đã giúp mình có cái lệnh thắng lên đến 77%. CMF thì sẽ cải thiện một cách đáng kể cái kỹ năng xác định thời điểm vào lệnh của bạn, và nó sẽ cho các bạn biết là khi nào nên dừng lại để mà bảo toàn lợi nhuận. Đây cũng chính là một điều mà mọi nhà đầu tư theo các trường phái phân tích kỹ thuật đều quan tâm, và CMF có thể giúp các bạn hỗ trợ cái điều này. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích cái chiến lược với cái lệnh buy. Bước đầu tiên trong cái chiến lược này đó là chúng ta sẽ cần phải chờ đường CMF đi qua mức 0 từ dưới lên. Thông thường thì các bạn có thể lấy mốc là từ âm 0.15 cho đến 0.15, hoặc có thể sử dụng âm 0.2 cho đến 0.2 là ổn. Khi mà biểu đồ tăng từ thấp lên cao vượt qua mức 0 cũng chính là cái dấu hiệu thị trường có lực mua vào rất là mạnh, và chúng ta sẽ phải chú ý đến dấu hiệu này. Khi một dòng tiền lớn được đổ vào thị trường thì nó sẽ để lại dấu hiệu, bởi vì tác động của nó lên thị trường rất là lớn. Rất khó để giấu được các tín hiệu này trên chart. Với cái tín hiệu CMF từ âm lên dương thì đó là tín hiệu rõ ràng của việc dòng tiền lớn đang mua tích lũy một khối lượng lớn và chuẩn bị đẩy giá đi lên. Việc các nhà đầu tư nên làm là theo chân xu hướng mà dòng tiền này tạo ra. Bước thứ hai, chúng ta có thể chờ một cái sự pullback từ thị trường. Lúc này thì cái đường CMF sẽ quay trở lại mức 0. Và ở cái bước đầu tiên ấy, thì chúng ta mới chỉ nhận ra được là dấu vết của dòng tiền đang rất là lớn và di chuyển trong thị trường, nhưng mà chúng ta chưa thể dự đoán được chắc chắn xu hướng của nó là gì. Điều mà các bạn cần làm là chứng tỏ cho cái suy đoán rằng là cá mập đang tìm cách dìm giá để mà thao túng thị trường, và công cụ CMF có thể là giúp chúng ta làm cái điều này. Các bạn sẽ phải chờ sự pullback lại của CMF về mức 0 một cách chậm rãi, và sự pullback này thì diễn ra càng chậm thì càng xác nhận được các khối lượng dòng tiền lớn. Mình có một cái lưu ý cho các bạn là chúng ta sẽ vẫn phải để ý đến các xu hướng của thị trường. Nghĩa là pullback cần tạo đáy sau cao hơn đáy trước để mà đảm bảo thị trường vẫn sẽ có tiếp tục cái xu hướng tăng. Sau khi thị trường đã có đủ những cái tín hiệu cần thiết ấy, thì đã đến lúc của chúng ta sẽ tìm cái điểm để mà chúng ta có thể vào lệnh. Thì sự xác nhận cuối cùng mà các nhà đầu tư cần chờ đợi đó là khi mà đường CMF quay trở lại mức 0. Thì đây là sự xác nhận cho việc dòng tiền quay trở lại và đang cố gắng đạt cái mức giá trước đó một lần nữa. Chúng ta sẽ cần phải chờ đợi cho nến đóng cửa để xác nhận chắc chắn là việc CMF phá vỡ trên đường 0. Việc của các trader lúc này là vào lệnh ngay tại giá đóng cửa của cây nến tại điểm CMF cắt lên mức 0. Bước tiếp theo, sau khi chúng ta đã tìm được điểm vào lệnh hợp lý thì chúng ta sẽ thiết lập mức stop loss và take profit hợp lý. Bất cứ khi nào dòng tiền cũng có khả năng quay trở lại và chạm stop loss của bạn để nó có thể có sức mạnh đẩy giá lên cao hơn. Vì vậy mức stop loss của chúng ta cũng không nên đặt quá gần trong cái phạm vi này. Điều mà các bạn cần làm là đặt cái lệnh stop loss dưới cái mức thấp nhất, tức là dưới cái dấu nến pullback trước đó. Và cuối cùng là một điều rất là quan trọng các trader cần phải quan tâm, đó là thời điểm để kết thúc giao dịch này với một cái mức lợi nhuận tốt nhất có thể. Điểm mà take profit sẽ được đặt tại cái đường CMF cắt xuống dưới mức 0 và chạm ngưỡng là âm 0.15 là hợp lý nhất. Khi mà CMF giảm trở lại mức âm 0.15 cho thấy rằng là bên bán đang bước vào thị trường và chúng ta sẽ cần phải chốt lời. Chúng ta sẽ đi phân tích ví dụ để các bạn có thể hiểu kỹ hơn về cách áp dụng chiến thuật này. Ở đây chúng ta sẽ thấy đường CMF tăng lên từ mức là âm 0.15 lên đến giá trị dương. Đây là dấu hiệu để mà các trader chú ý đến dòng tiền đang đi vào thị trường và đẩy giá lên. Chúng ta sẽ chờ đợi sự pullback chậm để mà CMF quay trở lại mức 0 một lần nữa.
và cơ hội để các bạn setup một cái điểm entry là ngay khi CMF cắt lên đường không, và chúng ta sẽ mua vào tại cái mức giá đóng cửa của cây nến hiện tại ở cái mức giá là 9.243,27 đô la. Cái mức stop loss hợp lý cho cái chiến lược này đó là dưới mức thấp nhất của cái đợt pullback trước đó, thì các bạn có thể đặt dừng lỗ tại mức giá là 9.070,5 đô. Cuối cùng thì việc còn lại là đợi cho khi đường CMF giảm xuống chạm mức -0.15 để chúng ta có thể take profit với cái mức giá là 9.971,61 đô la. Sử dụng chiến lược này chúng ta sẽ có cái lợi nhuận vào khoảng 750 đô la cho cái lệnh này. Tương tự thì chúng ta sẽ áp dụng chiến thuật này khi muốn tìm kiếm cơ hội cho lệnh sell. Quan sát hình trên thì việc đầu tiên chúng ta sẽ nhận thấy dấu vết của dòng tiền lớn gia nhập của thị trường bằng việc là CMF giảm từ 0.15 xuống -0.15 trong khoảng thời gian ngắn. Một cái cú pullback chậm của thị trường sẽ là điều mà các bạn nên chờ đợi. Đường CMF càng quay lại mức không chậm thì chúng ta sẽ càng có cơ hội thu về lợi nhuận lớn hơn. Các bạn sẽ nắm bắt cái cơ hội đặt lệnh sell ngay tại thời điểm mà chỉ báo CMF quay trở lại mức không ở cái giá đóng cửa của cây nến hiện tại. Mức stop loss cũng tương tự như với lệnh buy, các bạn sẽ đặt ở trên mức cao nhất của pullback trước đó. Cuối cùng thì take profit tại thời điểm khi mà đường CMF tăng chạm cái ngưỡng 0.15 sẽ giúp cho các trader thu được cái khoản lợi nhuận tốt. Phân tích ví dụ này thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái chiến thuật với lệnh sell. Dấu hiệu đầu tiên mà chúng ta có thể nhận ra ở đây khi mà đường CMF giảm từ mức 0.23 xuống đến -0.19. Đây chính là dấu vết của dòng tiền lớn đang đi vào thị trường đẩy giá xuống. Một cái cú pullback diễn ra chậm chính là cái điều mà các bạn đang chờ đợi ở đây. Như với trường hợp chúng ta đang phân tích thì mất khá nhiều thời gian để mà kết thúc đợt pullback và đường CMF sẽ quay trở lại mức 0. Thì chúng ta sẽ mua vào tại mức giá đóng cửa của cây nến tại cái thời điểm CMF tăng trở lại mức 0. Như ở đây thì các bạn có thể setup một cái lệnh sell ở mức giá là 6.131,82 đô. Và các bạn đặt cái stop loss tại cái đỉnh cao nhất của pullback trước đó là ở mức 6.765,14 đô la. Chúng ta sẽ kết thúc giao dịch ở mức là 3.613,98 đô la khi mà CMF tăng đến mức là 0.15. Ok, đó là tất cả những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái video ngày hôm nay. Thì cái chỉ báo CMF có thể là một cái chỉ báo khá là lẫm với mọi người. Tuy nhiên mình tin rằng là với cái chỉ báo này và cái độ nhạy của nó với những cái biến động của thị trường thì nó sẽ giúp cho mọi người có thể trade cũng như là có thể tìm được cái điểm vào lệnh rất là hợp lý nếu như mọi người biết cách sử dụng. Thì mình mong muốn là các bạn có thể luyện tập nhiều cùng với cả cái chỉ báo CMF để kết hợp cùng với cả những cái chỉ báo, những cái chiến thuật mà các bạn đang có, thì các bạn sẽ có thêm được một cái công cụ có thể giúp các bạn có thể tìm được cái điểm vào lệnh cũng như là tìm được cái điểm chốt lời hợp lý. Trong thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục có những cái video chia sẻ cho mọi người những cái chiến thuật, những cái chỉ báo mà mình thường sử dụng để mọi người có thể tham khảo và ứng dụng vào trong những cái giao dịch của mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại mọi người ở các video sau. Xin chào.